Ấn Độ và Việt Nam quyết định nâng cao các quan hệ quốc phòng, cho phép Ấn Độ đóng vai trò lớn hơn trong lĩnh vực năng lượng của Việt Nam nhân chuyến công du của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tới thăm Ấn Độ. Ấn Độ cam kết sẽ cung cấp 4 tàu tuần tra cho Hải quân Việt Nam và Hà Nội thỏa thuận cho Ấn Độ khai thác dầu khí trong Biển Đông, nơi đang có tranh chấp chủ quyền với một số nước, nhất là với Trung Quốc. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng cam kết sẽ nhanh chóng hoàn tất các thủ tục để Việt Nam có thể sử dụng gói tín dụng lên tới 100 triệu đô la đã được thiết lập trong chuyến đi của Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee tới thăm Hà Nội hồi tháng 9 năm nay. Gói tín dụng này nhằm mục đích giúp Việt Nam mua sắm các thiết bị quốc phòng. Giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Á Châu ở Ấn Độ, ông A.B. Mahapatra, được báo chí trong nước dẫn lời nói rằng các thỏa thuận vừa kể đã được ký kết giữa lúc mọi người đều lo ngại về những gì mà Trung Quốc có thể làm trong thời gian tới. Phát biểu hôm thứ Ba, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tái khẳng định chủ quyền mà ông nói là không thể tranh cãi của Bắc Kinh đối với quần đảo Trường Sa và cho hay là Trung Quốc sẽ mạnh mẽ phản đối nếu sự hợp tác đó làm tổn hại tới chủ quyền và các quyền lợi quốc gia của Trung Quốc. Trong một thông cáo chung, Việt Nam và Ấn Độ đồng ý rằng quyền tự do hàng hải và không lưu trên không phận Biển Đông và Biển Hoa Đông không nên bị xâm phạm và kêu gọi mọi bên tranh chấp hãy tự chế và tránh sử dụng vũ lực. Hai vị thủ tướng tái khẳng định cam kết phát triển toàn diện với quan hệ hợp tác đối tác chiến lược song phương. Ông Nguyễn Tấn Dũng nói, trong tư cách là một cường quốc trong khu vực, Ấn Độ nên tích cực hỗ trợ cho các bên trong vụ tranh chấp Biển Đông. Hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không và việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Trước đây, Trung Quốc đã chỉ trích việc Ấn Độ và Việt Nam hợp tác để khai thác dầu khí trong Biển Đông ngoài khơi bờ biển Việt Nam, nói rằng các hoạt động ấy là bất hợp pháp. Tuy nhiên, trả lời một câu hỏi hôm thứ Ba, ông Hồng Lỗi nói Bắc Kinh không phản đối bất cứ cuộc thăm dò dầu khí nào giữa Ấn Độ với Việt Nam trong các vùng biển không có tranh chấp. Ngoài việc đẩy mạnh hợp tác quốc phòng và an ninh, Việt Nam và Ấn Độ còn đồng ý sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, văn hóa, giáo dục, hàng hải, du lịch, đồng thời sẽ phối hợp chặt chẽ với nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.